Yamaha 400 RR phiên bản 60 năm. Màu vàng đẹp quá. Còn không có ABS. Không ABS. Một bô. Một giò đạp. Không đề. 400 phân khối. Là phiên bản đặc biệt nè. Phiên bản đặc biệt là nó có cái logo Yamaha trên đây đúng không Nguyên? 60 năm. Nhập của Nhật. Đây quá đẹp. Đồng hồ tua số. Nội địa của Nhật đúng rồi, nội địa của Nhật nè. Đồng hồ tốc độ. Ủa chì này có phải là chì hết gì không? Không. Gì thường. Đẹp quá ha. Xe này đi chở hai người đâu có mệt đâu. Chở 4 được luôn. Này mà người ngồi 1m6 là quá đẹp luôn à. Chống chân cực kỳ tốt. Xăng này khoảng 16 7 lít không? Này đó. Cái này phải biết đạp mới nổ rồi nha. Phải không? Nó có cái lẫy ở dưới. E. Không, cái là cái E. Nó giống cái E. Em qua đây để anh mở cái này demo thử cái. Cái này có cái lẫy nè, cái này phải nhấn luôn. Còn không bóp cái đó nó có lên không? Không. Phải nhấn nhẹ. Rồi bóp cái này nhấn nhẹ xuống cái xong rồi buông nó ra đạp. Giống như nhấn nháp cái gì. Có mua mà có con chai khoái là được rồi. Nè đó, phải nhấn bóp cái lại. Bóp xong rồi buông hả? Xuống cái. À. Đạp. Đạp. Đạp nhẹ. Để cua tập máy. Rồi chế độ đang để chế độ hay lắp gì off nữa. Ờ, off. Nghĩa là bóp cái này xuống đúng không? Bóp mày vô, đạp xuống, nhẹ xuống cái, nhả ra, và đạp là nổ. Nẹt nẹt lên mấy cái không mình. Ho tiếng của bùi luôn á. Ủa đèn nó tự cháy luôn hả Nguyên? Đèn tự cháy luôn hả Nguyên? Sao mà chấm chừng tới đó. Đây quay cái bực công tắc nè. Bực tắt, bực on lên. Đó, đồng hồ hiển thị. Tua số, tốc độ, quãng đường. Báo xăng, chìa khóa. Với lại là cái này là phun xăng điện tử nè. Đó, rồi. Đây là cái e để khởi động đập máy. Cho thử coi, lên rồi đó. Đó,
Rồi, coi dán ngồi được không? Bóp nghe vô ha. Bóp nghe vô. Giảm nhẹ nó xuống đây. Rồi, rồi buông nó ra. Buông cái này ra. Rồi buông tay chân ra đặt mạnh vô. Rồi bây giờ là bắt đầu đặt. Bóp à, khởi động là vậy hả? Giống như đánh lửa. Ok, bóp, đẩy xuống. Rồi buông ra. Giảm mạnh vô. Không quen á. Ổng chạy mô tô được rồi. Biết chạy. Không biết thế á. Không biết đạp thì sao biết chạy được rồi. On off vậy đúng không Nguyễn? Để on á. À, on. Còn cái này là cái gì? Cái này là tim. Ồ. Oh. May là xe này á, là nó lùn á. Còn nó cao giống như xe kia đạp một cái qua luôn là ôm em nhẹ luôn. Một chiếc bốn sâu đúng không? Để làm vòng đây nha. Mấy đã về. Thử nó không về. Là đã về. Chạy lần đầu thì cũng chưa quen, thấy cái đầu nó nặng, rồ lên là thấy nặng. Kiểu như chạy tốc độ mà khoảng 20-30 thì nó nặng, nhưng mà chắc 40-50 trở lên bắt đầu là nó mới đứng cái xe ha. Chạy cái này rồi còn ấy còn chạy. Chính xác, bữa chạy chiếc 650 quá nặng, đúng là không quen. 400 phân khối, phiên bản 65, nó đẹp. Nhưng có cái chưa quen thì đạp hơi bị khó. Đặc biệt ha. Coi chống đứng không? Thử cái chống đứng nha. Để trước không ABS, thắng sau thắng đùm. Dàn xi đẹp quá ha, bóng. Em có định thử dàn vòng không? Không biết chạy. Đâu chờ bằng pháo. Thử. Mà đứng á, nếu mà đứng nó chỗ vô quẹo cái tay lái nó nặng quá ha. Do bánh bự phải không? Em quay nè, em quay được mà. Đồ đồ sắt không rồi đâu, chi xe. Ờ sắt inox đâu có đồ nhựa đâu. Nặng
chân xuống luôn, tự lấy cái người dặn. Trời luôn, chết rồi. Đạp lại. Em quay bố, bố nên quay á.